quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên là Phạm Xuân Quyền. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện rằng nói về những điều không thể nghĩ bàn của Đại Thánh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát Mahātát, con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ đối trước Ngài. Địa Tạng Bồ Tát xin được phát lời nguyện như vậy. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp cho đến tận cùng đời vị lai nhân đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y nương tựa nơi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Mahātát. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhân đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết sảy tất cả chúng sinh đều đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng từ đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến cho con đời đời kiếp kiếp đều không quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu lặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí tuệ mở mang, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, rốt ráo rồi sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Mahātát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Mahātát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Mahātát. Phân thân tập hội. Phẩm thứ 2. Hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó, phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục, trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đạo Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng sinh đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đã ở 10 phương, cũng đều đồng đến số nghìn muôn ức la do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng sinh cùng đến với phân thân đó, thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ lơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không còn thối chuyển. Nhưng chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sinh tử, trở sáu đường, chịu những điều tội khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát lên tất cả chúng sinh đó đều được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đạo Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ, Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: Ta ở trong đời ác ngũ trược giáo hóa cho những chúng sinh cang cường như thế, làm cho chúng nó đều điều phục, bỏ tà về chánh. Nhưng trong 10 phần, vẫn còn 1-2 phần chúng sinh quen theo tánh ác. Muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong chúng sinh đó, hoặc có người căn tánh sáng lẹ, nghe pháp của ta thời liền tín nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được hiệu quả, thiệt quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng lên chỉ đem lòng kính tin ngưỡng mộ, chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sinh mỗi sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời, rồng, hoặc hiện ra thân quỷ, thần, hoặc hiện ra thân rừng, núi, sông, ngòi, ao, rạch, suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà ni, nhân đến hiện ra các thân thanh văn, la hán, bích chi Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Địa Tạng Bồ Tát, ông xem ta đã trải qua ba số kiếp nhọc nhằn để độ thoát những chúng sinh căng cường đầy tội khổ khó khai khóa như thế. Ngài ra những kẻ chưa điều phục thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông lên ghi những lời ta ở cung trời Đạo Lợi ân cần phó chúc đây mà cố gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Bấy giờ Những hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở khắp thế giới chung lại một hình, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân họa đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo, khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sinh đó hưởng ở nơi Phật Pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ làm chừng mảy nông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi xin Đức Như Lai chớ vì những chúng sinh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật 3 lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tại nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha,